chúng ta chắc hẳn vẫn còn nhớ thông tin được VFF tung ra hồi tháng 11 liên quan đến bản hợp đồng mới với huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết rằng ông Park sẽ ở lại Việt Nam đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, nhưng không làm huấn luyện viên trưởng của đội U23 Việt Nam từ sau SEA Games 31. Theo đó, VFF cho biết sẽ bổ nhiệm một huấn luyện viên khác thay ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Trong năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam còn hai nhiệm vụ rất quan trọng là tham dự vòng chung kết U23 châu Á và ASEAN 19. Đến hôm nay 28 tháng 12, theo thông tin chúng tôi có được thì VFF hiện tại đã được chính huấn luyện viên Park gợi ý một vài cái tên phù hợp cho vị trí huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam. Được biết, trong thời gian tới thì Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cùng VFF và huấn luyện viên Park sẽ trực tiếp trao đổi thêm nhiều lần nữa để có thể chốt được huấn luyện viên cuối cùng ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng U23 Việt Nam. Người có khả năng thay thế huấn luyện viên Park lớn nhất là một cựu danh thủ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Dự kiến, sau khi chọn ra người phù hợp ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ nhận nhiệm vụ là quản lý ở đội. Trước khi đạt được thỏa thuận với VFF về việc ở lại Việt Nam đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, huấn luyện viên Park Hang-seo được hưởng mức lương khoảng 50.000 đô la Mỹ mỗi tháng sau thuế. Ông được cấp nhà riêng, lái xe riêng, máy bay về Hàn Quốc hàng năm. Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, với những đóng góp rất lớn cho bóng đá Việt Nam, ông Park cũng nhận được rất nhiều món quà giá trị từ các doanh nghiệp Việt Nam như xe hơi, căn hộ chung cư. Đây là sự ghi nhận của VFF, người dân Việt Nam với những thành công mà ông Park đã mang về cho bóng đá Việt Nam. Trong thời gian dẫn dắt bóng đá Việt Nam, ông Park đã mang về cho bóng đá Việt Nam huy chương vàng SEA Games, vô địch AFF Cup, huy chương bạc U23 châu Á, lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022. Vậy nên rõ ràng, những áp lực về mặt thành tích mà người kế nhiệm huấn luyện viên Park ở U23 Việt Nam sẽ phải gặp là vô cùng lớn. Nhất là trong bối cảnh năm 2022 diễn ra rất nhiều giải đấu lớn ở cấp độ U22 hay U23. Đội tuyển Việt Nam cũng đã phải nói lời chia tay với hai trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc vì lý do cá nhân. Đó là bác sĩ Choi Ju-yang và trợ lý huấn luyện viên Kim Tae-min. Như vậy, đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam đã nói lời chia tay với 4 chuyên gia người Hàn Quốc. Trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2022, trợ lý huấn luyện viên Kim Han-yoon và huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun-tae cũng đã nói lời chia tay và trở về Hàn Quốc. Việc các trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc lần lượt chia tay đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang nắm chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, mới đây nhất thì phía VFF đã trấn an người hâm mộ bằng thông tin được chia sẻ với chúng tôi. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ VFF thì sẽ không có chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi ngay lúc này. Ông Park còn hơn một năm hợp đồng cầm quân đội tuyển Việt Nam và chắc chắn vị chiến lược gia người Hàn sẽ tại vị cho tới khi kết thúc bản giao kèo. Tuy vậy, VFF cũng đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm người thay thế cho những vị trợ lý vừa ra đi. Nhiều khả năng, tiếp tục sẽ có những người Hàn Quốc được đích thân huấn luyện viên Park mời sang Việt Nam làm việc. Trở lại với sự chia tay của trợ lý cho Ju-yang và huấn luyện viên Kim Tae-min thì hôm qua, hai người này đã đi từng phòng sinh hoạt của đội tuyển Việt Nam để chia tay và dặn dò các cầu thủ cùng những thành viên còn lại của ban huấn luyện. Dự kiến, hai trợ lý kể trên sẽ bay thẳng về Hàn Quốc chứ không đi cùng chuyến bay của đội tuyển Việt Nam.